Kể từ khi ra mắt thì Mono, em trai của nam ca sĩ Sơn Tùng ATP đã nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như là đánh giá đến từ khán giả. Khen có, chê có, thế nhưng mới đây thì nam ca sĩ này lại vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích khi có thái độ cao ngạo lúc trả lời phỏng vấn với báo chí. Nhiều năm trở lại đây thì Nguyễn Việt Hoàng được nhiều người biết đến là em trai ruột của nam ca sĩ Sơn Tùng ATP. Không chỉ có ngoại hình điển trai cùng với thành tích học tập tốt, anh còn sở hữu giọng hát khá ấn tượng. Tuy nhiên, trong màn hát trực tiếp đầu tiên của mình thì Mono, nghệ danh của Nguyễn Việt Hoàng, đã nhận về khá nhiều những lời chê bai đến từ khán giả vì giọng hát khiến cho nhiều người đánh giá là thất vọng. Sau màn hát trực tiếp như vậy thì mới đây cộng đồng mạng lại tiếp tục chia sẻ về màn trả lời của Mono khi được phỏng vấn. Cụ thể, lúc anh được hỏi rằng sao ra mắt mà lại không vào công ty của anh trai thì anh chàng đã bất ngờ có cách trả lời khá khó nghe và hỏi ngược lại phóng viên trong buổi phỏng vấn rằng: "Sao anh trai đi một mình được mà em không đi một mình được hả chị? Vì sao? Why?" Ngay lập tức thì câu trả lời này từ Mono đã khiến cho cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Đa phần đều cho rằng anh có thái độ khá cao ngạo, thậm chí là ngông khi trả lời câu hỏi từ phóng viên như vậy. Ghi nhận một số bình luận như sau: "Trông kiểu gì ấy, rồi ấn tượng chỗ nào, chỉ thấy ngông thôi." Qua đó thì nhiều khán giả cũng mong rằng Mono trong tương lai sẽ biết cách tiết chế hơn trong những lần chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có đánh giá như thế nào về sự việc này? Hãy để lại comment ở dưới cho SNew cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.